Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử quan game mới, một quan game chủ đề nông trại mà chút nữa nó sẽ ra mắt con game thôi. Game có tên là Gitter Co. Đã 5 năm trôi qua nhưng chúng tôi sẽ tung ra cái phiên bản Gitter Co chỉ sau 7 giờ. Đây là những cái dòng thông tin trạng thái mà nhà phát hành họ đăng trên Twitter chuẩn bị cho cái ngày ra mắt của con game. Chính xác hơn thì con game này nó sẽ ra mắt vào khoảng 3 đến 4 tiếng nữa. Game này vẫn là cái chủ đề nông trại thôi, cái phong cách đồ họa của nó thì tương đối nhìn tạm ổn tí, không đến mức quá đẹp đâu, vẫn là cái phong cách stylist quen thuộc cách điệu lại thôi. Tuy nhiên cái màu sắc của nó thì làm tương đối tốt hơn là cái phong cách đồ họa đó. Game nông trại mà, nên chúng ta có là trồng cây, câu cá, đi khám phá, đi thu hoạch nè. Con game này thì chúng ta còn đi được xuống dưới lòng đáy biển, lòng đại dương nữa. Trong con game này thì không có con người đâu nha. Toàn bộ mấy cái chủ đề trong này tôi thấy toàn bộ là động vật á. Chúng ta có thể xây nhà, xây ngọn hải đăng, có máy móc, thậm chí là làm nguyên cái viện bảo tàng như thế này. Thì lúc tôi đăng cái video này thì anh em sẽ xem được cái mà thông tin chi tiết game này hơn. Hiện tại thì tôi cũng chưa biết giá game nữa, chỉ biết một điều nó là vẫn cho đang trong cái giai đoạn early access trải nghiệm sớm này, nên con game này sẽ vẫn chưa có hoàn chỉnh đâu. Hy vọng cái lượng content nó vẫn làm đầy đủ tí để chúng ta có thể chơi. Quý ông chuột hả? Tổng dài chơi mấy cái game mà mấy anh dép lấy chủ đề chuột cũng hơi nhiều. Bây giờ chào mừng bạn đến với con game Gitter Co giai đoạn trải nghiệm sớm này. Đầu tiên cảm ơn thì rồi, đây chỉ là một cái dev indie họ làm thôi. Cái này là anh em nào bị mà có lộn tiền đình xây xe nữa bị chóng á, thì con game này nó hỗ trợ cho anh em là cái motion sickness nè, tức là thêm cái tầm ngắm vô cho mình đỡ chóng mặt. Này bằng setting đồ họa hình ảnh tạm ổn rồi. Cái này loại bỏ cái giọng nói của mấy con này là sao ta, tí nữa tính. Rồi chúng ta vào game thôi. Sao lại có con người đây nè, tôi tưởng đâu thế giới này toàn động vật thôi chứ. Con mèo. Chơi dừa, chơi ô, cái bức hình này làm cũng đẹp hết đó chứ. Nhấn M để show map gì vậy trời. Đây là giống cái đầu cái phần tạo nhân vật. À có con người nữa nè. Đầy đủ cái loại chủng loại động vật trong này luôn anh em thấy chưa. Thậm chí chỉnh được mắt nè, tóc nè, sừng nè, body luôn nè. Rồi kích thước cơ thể thậm chí làm được cả cái đuôi luôn nè. Cái gai lưng luôn nè. Đó lưng anh em có thể làm gai, anh em muốn làm con cá sấu trong này cũng được nữa. Anh em nào thích mèo có thể làm mèo, thích chó có thể làm chó luôn. Thôi tôi làm cái đầu màn hình này đi. Thậm chí có thể chỉnh màu sắc cũng tương đối đầy đủ này ha. Màn hình tivi thời cổ cổ của mình bên Việt Nam mình thời xưa thì nó thường hay cái màu sắm cho là nâu nâu rồi nè. Còn cái màu ở bên trong nó là cái màu nào đó, màu xám này phải không? Không, cái này chỉ là cái viền thôi. Nó không có màu xanh lá ở trong. Này là cái gì? À cái này là cái khuôn mặt bên trong nè. Hồi đó cái khuôn mặt cái ủa cái bên trong cái màn hình chúng ta là thường nó thiên hướng màu xanh lá, nó bị ám xanh á, ám xanh hoặc là ám vàng vàng á, nó sọc sọc như thế này là đó đúng chuẩn luôn. Cái này cái màn hình vô cực cho anh em xài Win XP thì chắc biết, cái thời mà máy màn hình vuông thì còn Win XP nữa chắc anh em biết tấm hình này đó, ba chích nữa. Cái này là tín hiệu mất sóng. Rồi chúng ta chơi cái hình sọc này đi. À cái này là gì? Rồi rồi mod cho cái tivi hai cái cờ lê. Còn cái này như cái lối thông gió vậy, cái này thì cái đồng hồ hả? Cái này thì giống cái đèn mà cái đèn hầm mỏ. Thôi chơi một cái cờ lê đi cho nó mang tính hiện đại xin xò tíu. Rồi tới con mắt, anh em muốn đực hay cái? Mắt này mắt cái nè, kệ ngầu ngầu đi, mắt cái đi, mắt này mắt bướm, mắt này mắt ngầu lòi luôn. Này lông mày ok luôn. Rồi tiếp theo là trời ơi con mắt hay hay gao này à, mà chơi nút nguồn thấy ghê ghê sao ta, cái này là sao? À kích thước đồng tử nhỏ nhỏ thôi. Rồi ok ổn đó, có chỉnh được cái miệng không ta? Bên này tóc con Gobo cũng có tóc nè. Thôi nhìn thôi khỏi khỏi tóc, khỏi tóc cái ghê quá. Robo có râu không ta, màn hình tivi có râu không? Đây lãng tử đâu ha,
không có sừng. Còn nếu như cái đầu robot này chúng ta không có sừng, chỉ có là mấy cái chảo ăn tay này thôi. Rồi rồi rồi, cái này này cho nó độc lạ gì tí, màu xanh lá này chuyển qua màu nâu nâu luôn. Rồi ok, màu tím này cũng bớt màu rồi đi. Trời ơi, xăm hình nữa hả? Rồi, chơi da màu tí. Có chỉnh được cái bàn chân luôn. Chi tiết quá vậy? Bàn chân này cho giống Gobo tí, bàn tay cũng Gobo luôn. Cơ thể mình chắc không có máy móc được đâu ha. Thôi đuôi này sống à? Đuôi này cũng sống nữa. Đuôi này giống đuôi cá, đuôi này giống đuôi con công, con vịt gì á. Thôi chơi hai đuôi đi, củ vĩ nhị hồn chứ chưa tới là củ vĩ. Cái này là nhị vĩ thôi. Đuôi này nó đẹp, màu cũng cho nó tông xịt tông màu nâu đi. Cái này cũng không cần trắng quá. Rồi. Cái này là cái lưng á. Giống mà Superman nói gì, hay là cái này ta, cái này đi coi. Ok, bây giờ đặt tên nhân vật gái hả? Lỡ nãy lỡ tạo gái rồi. Đây là cần giúp đỡ, cái hòn đảo này đang cần quản lý, bạn có thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại này hay không? Nghe giống mà cái mấy cái văn bản là tín đồ tẩy não gì ta, thường thường nó hỏi mấy cái đó, đó bất đồng với cuộc sống rồi đó. Bạn đang mệt mỏi bởi sự nhàm chán này, bạn có muốn thoát khỏi nó không? Có một cái cơ hội đang chờ đón bạn ở cái mà thiên đường Glitter Core này. Nơi này đang tìm kiếm một cái người phù hợp để bạn làm cái gì đó láp láp, rồi nói chung là có một cái thư mời mình đến đó luôn. Khả năng của mình đã đây nè. Rồi sử dụng công cụ rồi sẵn sàng đi xa, rồi có khả năng là sức khỏe rất tốt, rồi chơi đùa với cá mập nữa hả? Sáng lùa cá sấu giờ ăn, tối lùa vào bờ à. Rồi có khả năng tìm mắt, nói chung là tuyển dụng một cái siêu nhân luôn đó. Chúng ta có 100 đô, 9 giờ sáng ngày 1 ngày thứ hai luôn. Trời, nhân vật tôi tạo cho giờ nhìn lại thấy gớm quá vậy. Game này không có thấy biết gì hết, là tôi nghe tiếng nhạc không à. Thôi vừa mới lên tàu à, tàn bành ở trên. Này tên là Silver Camper gì đó. Đúng là một cuộc hành trình đầy thú vị rồi. Rất may mắn là chúng ta đã đi đến đây dù chỉ còn có một mảnh của con tàu đó thôi. Theo đánh giá của tôi thì con tàu này là nó đi luôn rồi. Bây giờ phải đợi vài ngày nữa thì mới có bên cảng mới có tàu nữa đi đến đây. Rồi đầu tiên thì nói chuyện với người thuê chúng ta đã. Anh ấy tên là Genap gì đó. Rồi đi kiếm đó thôi. Ông đưa cho mình cái gì nè. À, cái bản đồ hướng dẫn cho thực tập sinh. Rồi ok. Rồi nhân viên đi mở nhật ký hành trình lên, nhấn mở coi bản đồ, nhấn O để là bị kẹt gì đó trong bản đồ, nhấn O tính sẵn cái phương án luôn ha. Tốc độ chuột nhanh quá. Đấy, đợi em với anh. À cái này cái hòm thư, nó giống cái hòm mail nè, thiết kế hình con cá mập nè, nhìn cũng đảo ha. Chào anh, bạn nó nghe về cái vùng biển gì ấy? Thôi nói về cái diễn đó đây, thi thoảng thì kiểm tra cái bản thông báo á, coi có việc gì liên quan đến đó thì bắt đầu làm. Rồi giống như mà nhận mấy cái bản quét nhiệm vụ vậy thôi. À, ngay chính giữa ngay cái gốc cây thì có một cái này chuyển động cũng tương đối ổn nha, nhưng mà khi nhảy nè, để ý khi nhảy thì tôi thấy nó delay khoảng nửa giây á. Lúc nhảy thì cái camera nó không chuyển sau lưng, chúng ta có thể quay qua dòm được trước mặt. Nhảy bị delay quá. Ai đây? À, nghe nát nè. Chào mừng bạn đã đến với đây. Cuối cùng tôi đã gặp được bạn rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng lại cái hòn đảo này. Tên là nghe nát. Là kẻ chủ mưu đứng đằng sau cái gì đó. Sao tôi bắt đầu thấy nó có mùi mùi, nó lừa đảo mình này á. Nó tuyển dụng với siêu nhân như đến đây, giống hệt mấy anh em làm việc mà đi qua Campuchia làm lương tháng 20-30 triệu á. Thanh niên này cũng có một cái cửa hàng bán mấy cái vật phẩm linh tinh với ba cái cửa hàng tặng phẩm đồ luôn. Cần cái gì ghé qua mua cái thanh niên này.
Rồi cái thị trấn này thì nó hơi hư hoạnh tí, công việc của mình là sửa chữa tất cả mọi thứ ở đây. Ngoài ra thì sửa chữa này cũng kiếm được tí tiền nữa. Đầu tiên thì sắp xếp cho mình để sống đã, cho mấy con game nông trại á, thường thường á là vô cái mà đi đến một cái nơi nào đó hay bị trôi dạt hay là mất ký ức hay bị tai nạn á, trôi dạt lên cái đảo nào á, tự nhiên cái là được cấp đất cấp nhà luôn, nó đọc cho đó đó. Còn bây giờ cài sắp mặt không mua nổi miếng đất đâu. Rồi cái này là nó sẽ cho mình cái tờ giấy như chủ sở hữu bất động sản rồi, nó cấp sổ đỏ cho mình luôn, rồi thích chỗ nào thì ghé chỗ đó ở. Đại gia quá anh ơi, đây nè. Rồi muốn tất nhiên là nó cấp nhà cho mình này, nhưng mà mình phải tự sửa chữa nó chứ, mệt mỏi quá. Có một vài người khác cũng đã đến đây trước mình rồi. Tốt nhất là đi gặp họ rồi trò chuyện thử đây. Một người ở bãi biển ở phía tây về phía đông, rồi hai người, một người ở bên tây, người bên đông, đông thà tây độc. À thôi làm xong thì báo cáo lại. Ok anh, hòn đảo này vắng hoe à, chỉ có mỗi mình thôi. Này của bên cảng nãy gì yêu cầu phải có cây sẻng cây rìu chứ, cái này yêu cầu phải có cây sẻng nè. Bây giờ nó cho mình cái nhà nào cũng được hả? À cái nhà có mũi tên mới được nè, nhà này cũng được nữa. Anh em thích căn nào? Tôi thích căn mặt tiền ngay đây luôn á, nhìn chính chủ ra. Nhưng mà bên trái bên phải nè, bên phải thì nó to hơn. Coi lấy nơi này làm nhà. Bây giờ như chúng ta đi khai quang mọi thứ vậy á, nó yêu cầu là 5 cái khúc gỗ và 5 cục đá và 8 cái khúc gỗ. Bây giờ đi đâu có ba cái đó vậy? Nè đi gặp hai thanh niên trên đảo nè, mình đang ở đây, đi thẳng hướng này là gặp. Game này ở biết nó làm yếu quá. Mua xích nhỏ lại, ở biết nằm lên, môi trường nằm lên. Cái này chắc giảm cái tiếng mà chiếu 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 của mấy con đang nói á. Lúc mà trò chuyện á, anh em nghe mấy cái con đó nó không có lồng tiếng, nên nó chỉ có mấy cái option là cái dạng như phát ra tiếng động vậy thôi. Nó giống như con Biomutant á, cái con game mà cũng tương đối chất lượng nhưng mà bị chê khá nhiều. Phải chi năm nay mà con Biomutant nó ra mắt thì nó không có bị mà chê trách như vậy như hồi xưa đâu. Rồi đi đụng được tí đá tí gỗ nè. Đây nó có chỗ lõm vô như mà cái vịnh như ha. À đây 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 đây. Chào anh. Ồ hello, bạn là người mới đây à? Tôi là Sammy, rất vui được gặp ở đây. Rồi bình tĩnh anh ơi, đừng có tăng động như vậy nữa. Ban đầu tôi nghĩ mình đã bị lừa khi phải chuyển đến đây. Tôi thấy có mùi dữ rồi đó nha. Rồi đúng là mùi thiệt á. Tờ rơi nó bảo ở nơi đây là một cái thiên đường nhiệt đới, thì xét theo cái cảnh thì đúng là thiên đường được đó. Nhưng không nói gì về việc tôi phải sống trong một cái căn hộ tạm bợ bên cái bờ biển như thế này. View biển anh còn đòi gì nữa. Rồi sau nãy mình lên là được cấp nguyên cái sổ đỏ luôn, còn thanh niên này phải ra bờ biển cắm trại vậy ta. Rồi nó vui được gặp, có cần gì giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ. Bật cái tiếng chiếu chiếu lên nghe cho nó vui tai à. Kia có ai đó kìa. À Gobo thôi trời, FA lâu quá vậy. Ủa là nó kêu tí tí. Nhớ anh nào, đây mấy con game nông trại thì chúng ta phải tăng tình cảm lên mấy mấy nhân vật này. Mà sao nhân vật này cũng có tình cảm nữa hả? Nè. Ghét cái màu vàng. Ây da. Ủa, thích cái màu vàng. Ghét một cái trong trống hay là sao ta? Không hiểu cho lắm. Game này trong trailer thấy có xuống nước được á. Xuống được nè. Ngon. Trời, nó đụng nguyên cái bình ga luôn. Không, cái đó là không đụng được. Rồi, bây giờ mình đi thẳng qua đây gặp cái thanh niên còn lại cũng bị dụ dỗ lên đảo nữa hay vậy? Thôi, game có ống stamina trên này nữa là nghe góc trái ở trên á, nó có cái ống stamina kìa. Ủa điên nào vậy? Không không, bên đó không có đường.
Cái đảo này bị cái gì mà nó tan hoang nó nhìn người ta tự nhiên bỏ không vậy? Tôi thấy con vịt màu vàng nè, con vịt màu vàng à, mấy ông dev mấy con game á rất thích dùng mấy con vịt màu vàng đó luôn. Ồ, game này anh em muốn chuyển nó thành góc nhìn thứ nhất thì cứ đẩy camera vô vô đó, nhìn đã không, thôi chóng mặt quá, chóng mặt quá. Gì đây, gì đừng có chĩa mũi vào người khác là bất lịch sự đó biết không. Cái tôi tivi làm gì có mũi, trời ơi cái tai nghe nhìn xịn xò chứ nó hóa ra là mình dán băng keo vô nè. Một cái thủy thủ mới ở đây à. Nghe bảo nghe đồn là mình rất là có năng lực nữa. Trời ơi, thanh niên này gần như là cái người duy nhất, người trưởng thành duy nhất còn ở đây luôn. Cái đảo này bây giờ tan hoang vậy đó hả? Rồi, bây giờ mình phải đi dọn rác xung quanh cái đảo. Game này có phần audio làm. Ổn hơn chưa? Ủa? Rồi, chắc đủ đã về sửa cái nhà thôi. Nó kêu mình thu nhập, cái nhiệm vụ của mình là thu nhập mấy cái vật liệu á, đầy đủ về sửa nhà. Cái đảo này tính ra cũng khá nhỏ nha. Ồ, một mình thi công nguyên cái công trình này luôn đó hả? Anh đúng là bậc thầy kiến trúc sư thiệt đó nha. Ở ngoài tôi dựng một cái nhà kho thôi là muốn học máu mồm rồi. Những cái nhà kho 5-7 mạng là muốn lòi con mắt rồi. Rồi vô nhà. À nó chọn cái nhà nào cũng được, thì mỗi lần vô nhà của mình là nó cắt cảnh luôn. Cái này dạng như cái hòm đồ vậy đó. Mấy cái này bỏ hết vô đi, chả biết là cái gì. Nhà cũng đẹp, tiện nghi. Có được cái bóng đèn nè, hai bóng đèn nè. Nhưng mà cái nguồn sáng không phải chỗ này. Cái giường, cái bàn với cái nến. Lụm vô. Ôi ơi, xếp đồ bằng cách biến thành cái hình đồ vật đó luôn. Xây QR được, snap git cũng được nữa. Rồi, cách cách ra một tí cho đẹp ha. Cái này là cái thùng. Rồi tiếp theo là cây nến. Đốt nến luôn ta. Không. Rồi đi báo cáo cái thanh niên về đáp thôi. Ồ, anh lại tới nhà luôn. Rồi, nhà đẹp đó, nhưng mà chưa có bao nhiêu gồm mấy cái nội thất đầy đủ tiện nghi gì cả. Thanh niên này sẽ cho mình một cái món quà thân gia xem như là cái thanh toán trước cho mình vậy đó. Chưa chỉ cho anh thấy là tư bản nó bóc lột mình rồi đó trời. Cho mình cái ghế à? Rồi, đặt nó trong nhà đi. Đặt cái chỗ trống nào thì thích đi coi trong nhà thoải mái luôn. Ngôi nhà thì cũng có hai cái kho để mình lưu trữ tự động trong đó, muốn lưu cái gì đó là luôn. À, mình có thể mà đặt đồ trong kho đó thì mình có thể mở bất cứ cái kho nào khác ra. Nó cũng liên kết với nhau thôi, một cách cực kỳ ảo ma, cực kỳ đầy khoa học và phi lý như vậy. Rồi, hướng dẫn cơ bản thì bây giờ đã xong. Bây giờ yêu cầu mình phải có một số vật dụng cơ bản, tôi nghĩ là búa với nhiều đồ để đi mà đập phá chặt cổ vậy thôi. Nó lại đưa cho mình một đống thông tin nữa. Bước 1, mở cái kho đồ, chọn cái vật phẩm nãy làm rồi anh ơi. Bây giờ vô đặt cái ghế đã. Mấy cái đó thì cần gì giới thiệu. Cái ghế để đây đi, mai mốt mình dựng cái bàn. Nhà hơi phèn tí.
ngồi trong góc như thằng tự kỷ nữa chứ. Kệ, có nhà là được rồi, miếng bất động sản bây giờ là tiền không đó. Thôi bắt đầu sửa chữa thị trấn thôi, tìm kiếm cái thằng Handybot bị mất tích nữa. Anh nãy đi xuống bãi biển và làm với đó rồi, là cái thằng robot nãy mình nói chuyện với nó không chừng á, tôi nghi lắm. Thôi nó có cái tín hiệu theo dõi được cái vô nên đến đó là tìm nó được. Cho cái bình dầu nữa, tìm anh ấy thì tìm cái bình dầu gần đó để bơm vô cho anh ấy. À, cái bình dầu đây. Rồi tìm cái thanh niên Robo đúng rồi nè, cái con nãy đứng đây nè. Robo gì mà không có chống nước chỉ cho nó, còn thua cái điện thoại đó. Đây, ảnh đây. Thôi, Vinat đang rất vội vã đó, sử dụng chai dầu bơm vô cho nó. Chế độ hạnh phúc bây giờ đã được kích hoạt. Trời ơi, toàn bộ cái hệ thống bây giờ đã hoạt động trở lại bình thường. Rất cảm ơn. Số là 2347VGF5. Anh em biết ngày mai đề về còn gì chưa? Thanh niên này đúng là Gobo thiệt luôn á. Rồi cho mình cái bản thiết kế vậy nè, bắt đầu đi làm cu li nữa đó. Biết chừng nào mới xây được mấy cái máy móc công trình trời. Con game này nãy giờ vô á, ai cũng đưa mình một đống thông tin cho nó, tiếp nhận không kịp luôn. Nhấn nút K vô cái dư độ gấp bên đó, rồi bắt đầu gấp. Nhưng mà trước mắt mới có gì sụt đã. Ủa? À, thiếu một cục đá để lấy được cái cam file. Gấp cái này trước đi, tôi nghĩ cái này quan trọng nè. Ủa? À, nó tự lên cái hình hốc ba luôn. Cái này là cái liều này để làm gì đó, nó không có mô tả chi tiết gì luôn á. Ủa? À, coi tất cả đi. Cái cam file này chắc cũng cần một gỗ một đá nữa. Ơ, à, thấy cái cây này làm được cái gì? Hòn đảo gì vắng hoe chả có ai cả. Game làm lao công à, đi lao động khổ sai à, đi nhặt rác ở bãi biển à. Rồi cái cây này để làm cái gì đây? Chế trước cái cam vai cái đã. Chế mà nó chơi như chơi phép vậy đó. Thanh niên này muốn kêu mình làm một con tàu luôn. Anh ra. À, ổng sẽ đóng tàu cho mình, đổi đợi mình phải làm cái gì đó cho ổng thôi. Rồi đi kiếm đồ về cho ổng, ổng chế tàu cho mình. Nói nhiều quá, nói nhiều quá. Bây giờ nó kêu mình đi giúp con Gobo mà con Gobo đâu rồi. Cái nào cũng cần cái diễu cho nó. Cái đồ quan trọng vậy thì nó lại không cho mình. À, cái này để đi dọn gác. Anh em thấy cầm ai cầm cà lê đi dọn gác bao giờ chưa? Thử lại cái bãi bên đây à. Không. Ủa? À, được.
Được 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 được. Nhiệm vụ mình nghiên cứu cái gì kìa, nó kêu thu nhập 5 cái đắp chai gì cơ. Chào anh. Bắt đầu vô chế độ làm việc coi. Rồi bắt đầu đi dọn gác cho nó chứ gì, cực khổ quá. Game này nó nói hơi bị nhiều nghe không? Do không có cần sử dụng cái chế độ lồng tiếng á nên là nó nói rất là nhiều luôn. Bây giờ học được cây diều cơ bản rồi nè. Tiếp 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 chế cây diều. Đủ luôn. Chế nhanh bạn ơi, đừng có búa phép nữa. Cái năm cái ống lon nhấn B để xem cái bản vẽ gì, để tiến trình bản vẽ gì. Cái này là gì? Ê. À, bây giờ chế được cái thùng thiết hả? Tức là mình thu nhập cái vật liệu gì đó nhiều nhiều thì nó sẽ tích lại. Gobo mà đi làm móc nữa. Thằng đó Gobo còn mình là dạng như máy móc thôi. TV, television cũ thôi. Đập 10 cái thùng gỗ để nhận được cái điểm nghiên cứu gì đó. Trời ơi, nhìn cái quạt ảnh kìa. Hả? Game này nó làm giữa mấy cái hoạt ảnh với nhau, nó chưa có chương mượt cho lắm. Đó không, đó không? Hết rồi, hết rồi. Rồi mình hết stamina hay gì rồi. Bây giờ tính đến cái chuyện ăn uống và nghỉ ngơi nè. Bây giờ có thịt nướng, nó cho mình ăn thịt nướng. Tôi là TV mà không có điện thì cho tôi sạc điện được rồi. Chế một cái campfire. Sau đó đúng gỗ vào là nó ăn được. Thịt đâu, thịt đâu. Muốn nấu ăn ngon thì mình phải có thêm cái công thức nữa. Rồi ăn gì đó rồi đi ngủ thôi. Game này có chế độ ngày và đêm hay gì không ta? Nhấn nút Y, cái bàn phím. Chúng ta đã biến thành cái đống campfire này. Nhà mình ở đâu ta? Ở nhà mình bên đây. Đâu, nấu bên nhà hàng xóm đi. Không có gì trên sao mà nấu không? Còn đống gác gì không gì nè. À mình có cái thanh stamina ở trên đó kìa. Hết ống thể lực thì chắc phải đi ngủ rồi. Làm tí nữa đó. Mấy cái thừa thải này. Này không có sắp xếp lại được hết anh. Có lúc nào để sắp xếp không? Đi ngủ. Ngủ ngắn thôi. Ngủ ngắn coi nó hồi khoảng bao nhiêu stamina. Gần full luôn. 70% luôn. Gì đây à? Từ từ, chưa có rảnh đi tìm nguyên liệu cho ông đâu. Anh bán cái gì đó?
bán dầu nhớt luôn đó. Cái motor bị hỏng, cái đi mạch điện. Anh này anh bán thôi nha, anh không có mua à. Có mua đồ không anh? Chíp 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 chíp. Bây giờ đi coi làm cái gì, đi giúp thanh niên này. Di chuyển con tàu để có thể mà di chuyển qua lại những hòn đảo này. À, một cái máy hút bụi nè, một cái bồn tắm nè, một cái mà đèn lồng nấu ăn. Mấy cái đó thì kiếm đâu rồi, đèn nào? Ủa, được luôn hả? À, không không không. Mấy cái này nó có hồi lại không ta? Bổ luôn, bổ luôn, bổ luôn. Rồi đi tìm mấy cái tài nguyên gì bị chìm dưới nước á. Này là như cái máy quét vậy hả? Sao bà lắm thứ gì nè? Mười cái mây tô và 10 khúc gỗ. Gì nữa, từ từ. Chỉnh gì đó. Rồi, công thức mình bây giờ học được chế cái ba gồ đó. Có cái gì đó bất thường ở trên bãi biển luôn. Trời ơi, chặt luôn cái chậu cây là thằng phá hoại. Đâu, có cái gì đâu anh. Đây hả? Anh là đêm và cây đèn thần à. Nó đánh dấu chữ X trên bản đồ, dạng như cái bản đồ kho báu gì đó. Từ từ nha. Nè, số 0 nè, số 0. Đây là cái bản đồ kho báu. Rồi mình cần phải những cái gì đó để đào đi, không có thể đào bằng tay được đâu, chắc là cây sẻng rồi. Đi tìm con cá mập anh cho, rồi hỏi coi nó có mà bán cái đó không. Khổ quá. Tôi đã tìm thấy bản đồ kho báu rồi, anh có thể cho tôi mượn cây sẻng là cái gì không? Nghe cái con này nó nói nhức đầu quá, nó như độc giáp vậy á. Rồi bây giờ mình có thể chế tạo cái cây sẻng được, cũng cho mình cái bản vẽ nè chứ đâu. Đó. Cây sẻng. Nhanh lên bạn ơi. Ủa mình có cái cục gì ở trong cái số 3 của mình vậy ta? À, cái này nấu được nè.
Cái này là ăn đúng không? Không thấy khác biệt gì luôn á. Lừa, bạn lừa mình. Cái nắp thùng rác. Bây giờ bỏ vô đây rồi sửa xong cái workshop nào. Rồi bắt đầu cái siêu công trình thi công nữa. Rồi chừng nào mới xong được anh? Chưa biết khi nào xong lắm. Kho báu thì hướng này, đúng hướng này luôn. Chúng ta đi dạo dạo thị trấn ấy, nhìn cũng đẹp quá ha. Nó có tầng tầng lớp lớp lên nha. Thanh niên nào đây? Ok. Thằng này nó dạng cái nhiều chuyện, tối ngày sẽ xỉa cho mấy chuyện đâu không à. Thẳng sau cái này á, game này có phone down không ta? Không, không có phone down. Đây là cái xuồng mà trong kia nè. Ơ ghê kìa. Chế được cái bàn mà nội thất một bên. À, tìm được luôn nè. Ủa, cái này mới là kho báu. Cái này là cái công thức nấu ăn. Cái bàn nấu ăn. Và hái được dâu. Này là cái gì? Vô nghĩa. Trời tối là về ngủ thôi. Mình hết thể lực rồi. Đi nhặt đồ thì nó không có tốn thể lực. Không, không có chào gì hết. Vì đêm hôm phiêu phát. Ủa đường nào về nhà? À, nhà mình đây. Rồi bây giờ cái workshop nó sửa xong rồi nè, đi nói chuyện con robot thôi. Mình cũng tìm được hai mảnh này, hai mảnh trong cái lúc chế tạo tàu rồi. Còn ở đây một cái nữa, có khi ở đây là cái mảnh thứ ba. Đi luôn, đi lại đó kiếm cái mảnh luôn. Trời vẫn còn đen tối mà. Ngay đây hả? À đây đây đây, đủ ba món luôn nè. Rồi ok, về cho anh cá mập anh sửa tàu giùm mình thôi. Anh mập ơi, anh mập à. Cái gì đây? À mấy cái quét mà hồi nãy lúc lên đảo nói đó. Chuột cứ là một vấn đề rất nguy hiểm trong cái quá khứ rồi. Chọn cái đống này để nó chứng mắt quá à. Ngay cái trước cửa chính nhà mình mà coi đá coi nè. Làm cái bãi tiền sẵn này cho nó đẹp đẹp lên cái đó. Chỗ này tôi không biết có cơ ốp không nữa. Này giống dùng rìu để bổ hơn. Không được luôn.
Đúng là Gobo nó không có đi ngủ, trời tối nó cũng thức nữa. Đây 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 đây, có workshop của chúng ta đây. Ngon, nhìn hiện đại phết đó nhá. Mà sao gác không vậy nào? Mấy anh làm công trình xong mấy anh không dọn à? Ở thầy kiểu này thì thiệt. Lên lầu ơi, lên lầu ơi, có gì này không? Cũng một đống gác thôi. Ủa? Cái này tính đâu cái máy mà mình gã nó luôn được hả? Nhà ngộ hết. Rồi nói chung là nó thiếu thiết bị ở đây. Nó lại đưa cho mình một đống cái bản thiết kế nữa. Bây giờ làm một cái lò nung đơn giản đi. Cái lò nung này thì đương nhiên là để mà tinh chế những cái kim loại thành quặng này. Rồi biết 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 biết. Rồi chế lò nung. Ủa? Cái liều này để làm cái gì ta? Liều này thì cần phải có vải. Bây giờ làm con thuyền cho thắm xong rồi. Cái anh cá mập không đi đâu mới tiêu rồi. Cũng đóng cửa đây luôn rồi. Cái này bỏ vô được nữa hả? Nấu đận món hả trời? Không có cách nào nấu nhiều hơn à. Trời ơi, hồi nãy mình học được cái chế chế của cái gì đó thì nó nằm ở đâu ta? Trên này là cái gì? Nhìn như cửa hàng vậy đó. Trời ơi. Không có ai làm việc ở đây, đóng cửa rồi. Thiệt gì luôn đó hả? Ở đây có cái chỗ như là phòng hồi máu nè, thư viện nè, chỗ làm tóc nè, phao bơi nè, cái này nấu ăn nè, cái này phòng tập gym nè, cái này nhà mình nè, cái này bãi câu cá nè, cái này là thanh niên cá mập nè, cái này là gì không biết, cái này là cái workshop thanh niên kia nè, cửa hàng của ông chủ nè, cái giá treo quần áo, giá bán trang phục nè, cái này nội thất, giá hình của bóng đèn, ở đây cái tội chính, ở đây có con tàu đắm nè. Ôi ôi, có mấy cái đảo xung quanh nữa nào. Gì đây? À nó cứ ghi bên đây là cái này là viện bảo tàng. Cái này là cái nhà hát chứ không phải là thư viện hả? Năm giờ sáng rồi, không biết ông kia ông mở cửa chưa?
đào lên phải lụm nữa. Trời, bỏ luôn cái hàng rào. Mở cửa ông ơi, sáng rồi. Thời gian mở cửa là 6 giờ sáng, 30 phút nữa lận. Có cái gì chơi ở đây không? Xuống nước ở đây. Cây cỏ này lâu quá à. Cái ống dưỡng khí của mình nào bên đó kìa. Có nguyên con tàu bị đắm luôn nè. Cái bánh lái, cái con tàu này là nãy con tàu nó chở mình lại này à, nhận được cái động cơ mô tô gì đó không, không hết rồi. Cho anh cá mập rồi, tôi tìm đủ mấy cái nguyên liệu cho anh sửa chữa con tàu nè. Tourbon. Đi đâu sai cái gì? Tưởng nói ổng mà phá phép cái nguyên con tàu nha. Mấy thanh niên kia dùng cái ma pháp chế nguyên cái tòa nhà như thế này rồi. À, ổng chế cho mình cái mũ hơi lặng hả? Quá trời nhiều đồ rồi, không có cái nào sắp xếp lại được hết á. Ủa, cái này là cái nhựa chứ không phải là cái nón. Mấy cái này là mấy cái gì đây? Tùm lum đồ quá. Được cái mũ. Chưa có đôi giày, chưa có mắt kiến. Rồi, về báo cho anh chuột thôi. Chỗ này view đẹp hết đó nha. Anh em làm cái công viên ở đây thêm ly cà phê đó. Không ai làm việc ở đây luôn. Cái chỗ này mà làm quán bar thì đúng bài luôn á. Nè, cái chỗ lõm lõm này vô làm cái phòng tắm nữa thì thôi rồi, số dách luôn. Cái đảo này hơi nhỏ tí thôi. Ây da, ây da. Nhảy nó delay quá. Chào anh. À, mình sẽ xây dựng cái thành phố này, mình càng xây dựng thì nó càng phát triển lên, thì lúc đó sẽ có người dân ở bên ngoài dọn đến đây. Chứ bây giờ cái hòn đảo này chơi nó vắng queo luôn nhé. Rồi nói chuyện với thanh niên cá mập đó thì mệt quá. Không đâu rồi, vẫn còn đứng đó kìa. Hình con san hô mà như cái ngôi sao màu đỏ này. Sao đổi cờ vàng à? Rồi bây giờ mình là thuyền trưởng của con tàu của Liên Minh. Ship. Ồ, không đổi đâu. Titanic. Thank you.
Tên tên tên. Từ 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 từ. Đó, chúng ta đã có tàu riêng rồi. Có tốn xăng hay là gì không ta? Hả? Vô số được rồi đó hả? Chuyển qua chế độ này luôn. Ê, bên đây, bên đây, bên đây. Rồi rồi, cái cửa workshop cũ nó chìm xuống sông. Cái gì? Mắt oxy bây giờ mới đi đến bờ mà nó. Ông cốc đi lặn xuống nước mà đọc sách. Bên này cũng có cái tương tự nữa nè. Cái này con cá à. Hết năng lượng rồi. Ăn hai cái luôn cho nó lên stamina lên. Này giống cái máy bán hàng tự động quá ha. Mấy 30 cái máy bán hàng tự động mình mới học được cái máy bán hàng tự động hoàn chỉnh. Còn gì để khám phá ở đây nữa không? Hình như nó có tầng dưới nữa. Không không. Lên 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 lên. Ủa sao nãy nó hiện mà trời ơi mấy con cá kìa nhìn thấy ghê không. Chấp mắt stamina nữa rồi. Mới nhìn cái hình vẽ này tưởng đâu học được cái gì chứ. Rồi thôi về thôi. Tôi nghĩ chắc giả còn gì dưới này nữa đâu. Làm gì mấy con này nó bu dữ vậy ta? Ủa?
À, dưới dốc này. Vui chơi quên lối về. Đây, cho mình cái công thức nấu ăn gì nữa nè. Nhưng mà không có thịt sao nấu. Nho thì chắc nướng nó thành nho khô thôi. Bổ cành cây luôn, bổ cái chậu cây người ta luôn. Mất hả? Ủa không, nấm xiên, nho xiên que à? Ủa nấu thành mứt thiệt nè. Từ 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 từ. Quá dài đồ lên hết nha. Bây giờ qua đảo này. Nãy đậu thì ở đây ngon hơn. Rồi, 11 đậu vô này đi. Con tàu nó cũng có hiện trên bản đồ nữa nha, nên sau này không sợ đi lạc. Đây phải không? Rồi đúng rồi, thẳng hướng này. Trời trời trời, cái gì nó nổi lên kìa. Đường, bột mì. Cái này nguyên cái con tàu nó bị bể ra làm đôi luôn. Bể làm ba luôn, còn hơn Titanic nữa. Titanic người ta gãy làm hai rồi. Không có đường nào đi vào cả.
Có kho báu, có kho báu. Có con cá nữa kìa, có con cá nữa kìa. Ở đâu rồi? Ôi, nó đây. Trong này nó làm đồ họa không đẹp nhưng mà màu sắc nó lại làm khá là tốt nha. Này có cái gì nữa đây? Cái gì cái ghế này à? Ấy chết chết chết. Rồi sáu mặt mai rồi. Vừa kịp trắng máu luôn. Coi chỗ đó là nó sâu lắm. Bây giờ chắc mình chưa có vô đó được đâu. Mưa sấm chớp rồi kìa. Kìa, gái kìa, gái. Ủa đâu? Trời ơi, thanh niên để cái đầu tóc đúng dân chơi luôn. Đang ngoài biển làm việc thì bắt đầu bị cuốn ở đây rồi. Thanh niên này bơi rất là tốt luôn, nhưng mà cuối cùng vẫn không qua khỏi. Thôi về bờ nè anh ơi. Tôi dắt anh về bờ nè, anh nói nhiều quá. Rồi nó phải đi lụm mấy cái vật dụng của nó nữa. Thiệt tình. Ủa mới lụm xong hả? Đó, nó hỏi đây nè. Vậy là mình ít thay đồ đúng hả? Hóa ra cái con thuyền nó bị gãy làm ba này là của thanh niên đó. Có đường, có muối, có đồ ăn, thực phẩm rồi thôi. Đồ này thì nó hồi lại nhưng mà mấy cái gương nãy tôi mở đó, thì nó biến mất nha. Trong đó là dòng lấy. Cửa không mở nữa. Anh đẹp ơi, anh làm cái bao đồ bị lộn rồi. Anh làm đồ nó ghép bao nó dướng vô trong nhà rồi kìa. Ủa nó chìm xuống luôn rồi. Ôi, nó gọi anh. Đây, đây cái gương của nó đây. Tàu này nó cũng khá giống cái con tàu của mình hồi nãy. Ủa, chưa tìm xong nữa hả?
Mưa xối xả mặt mày luôn. Nhưng mà chúng ta lặn dưới nước thì đâu có quan tâm mưa làm gì. Có thanh niên đó. Cứu khổ cứu nạn. Nó cho mình đồ ăn hả? À, để cho mình cái ghế nữa. Nhà hai cái ghế vừa có cái bàn nữa. Rồi, cảm ơn. Ê, thanh niên chạy như ma đuổi vậy. Rồi, giờ mình vác này về. Nhà thế nào? Này. Cái gì ở đây vậy? Ơi trời ơi, dưới nước mà đi đọc chữ. Có thanh niên bị chết đuối rồi, tôi không thể tin được cái gì á. Thôi có thời gian ghé đây xong, giờ về nhà đã. Bữa tối lên đèn đầu cũng sang lắm à. Đó, đây là ghế tôi coi các anh đó. Coi ở tạm đây đi. Có tiền không đó? Ông này cũng làm cái gì nữa đây? Cái cỗ máy kỳ lạ này nó đã được bỏ đây rồi khá lâu rồi. Có một cái gara dưới nước ở cách đây không xa đó, đợi đó mò mò tí đồ thì đem về cho ông này cũng làm gì đó. Gắp một cái liều cho nó. Cho nó không tự gắp đi, đi mà tự kiếm đồ. Không không có vải sao gấp. Thanh niên bên đây có bán vải không ta? Bây giờ mình thấy là sửa cái nhà cho thằng này nữa hả? Mệt quá đi, tự mà làm. Ngủ cho tới sáng luôn, 3 ngày trong này đó, tới thứ tư rồi đó. Cục gạch này kiếm đâu ra? Thiếu một cái bình dưỡng khí. Rồi cái liều này thiếu 2 miếng vải. Chủ cửa hàng ơi, anh có mở cửa không? Mở cửa 7 giờ sáng lận. Chế campfire thì mới làm được cái lò đó. Gấp đồ nhanh nhanh lên anh ơi, đừng có múa phép nữa.
Nấu ăn thì cái lò nung đá nè, lại cái đó nè, lại cái này nữa, chế ba cái trăm phai luôn. Thanh niên nó đứng múa rồi. Cái này chế rồi, cái này chú đá, cái này cửa hàng nội thất thì chưa cần lắm, chế các bạn nấu ăn. Đâu ta? Không, cho nó quay mặt vô đi. Rồi, đây. Đặt nó được vậy. Ủa sao đặt nó được vậy? Kìa được rồi nè. Kìa dưới ta. Nó bị nổi hả? Đứng xa xa ra. Đứng xa xa ra rồi. Đứng xa xa ra mới được. Cái bản vẽ cái này là đường á. Thịt 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 ba món thịt thì nó ra cái siêu thịt, không nấu được món gì cả, nấu được món mức à. Có cái này thì nó nấu số lượng lớn nhiều hơn. Còn nữa, còn nữa. Ê, mắm độn mày. Nè, không có đặt được nè. Không biết sao luôn. Không có đặt được. Đặt xuống đấy. Tôi bực mình quá. Bị lỗi gì rồi, đặt lại giữa đường đi, bó tay luôn. Nãy mình còn chế được mấy cái gì nữa mà, cái này là cái gì? Trời ơi, cái đồ trang trí gì đó hả? Gốm. Rồi, đặt được cái lò chế tạo đơn giản rồi đó, giờ đang dập ra mấy thanh ba. Đang nằm nè. Chuẩn bị ra commando ghi anh.
Bây giờ chế được cái bộ mà đi tìm nguyên liệu. Sau đó sử dụng cái bộ tìm nguyên liệu này, nó sẽ hiển thị trên cái map kéo dài 2 giờ. Sau 5 lần sử dụng thì cái thiết bị này nó tự hủy luôn. Nó ở phía dưới cái hang, nằm ở phía sau ngôi tàu chìm. Nó được gọi là cái bản thiết kế bị thiếu à. Đây nè, cái tàu chìm nè, ở dưới đây cái hang, ngôi tàu chìm phía sau cái hang nè. Hai chỗ này á. Hồi nãy nó kêu mình chế cái gì đó. Trời ơi, cái tivi mà nó đeo cái kính thợ lặn vào, thiệt tình. Thiếu mấy cục đá nữa. Cái này xi măng hả? À, đủ 3 cục đá luôn rồi. Game gì làm cực như vòi như thế này. Cái nhà mình chỉ để việc về ngủ thôi chứ không có tác dụng gì luôn á. Ủa hồi nãy là thanh niên kia bên kia kêu sửa nhà là cần mấy cục gạch ta? Sửa nhà cho cái thằng mà nó cho mình công thức nấu ăn 3 miếng thịt á. Nhà cái nhà nó hàng xóm rồi nè, 5 cục gạch. Game nông chạy mà nãy giờ chưa được trồng cây nào cho nó. 5 cục gạch này là phải 10 cục đá nữa. Đá đi đâu kiếm bây giờ? Đá này không được. 1 cục nè, 3 cục nè, 10 cục. Ôi ơi. Ghế cắm trại bãi biển 2 cái, 3 cái, đủ 8 cái thì mình mới học được cách chế nó. Bốn cục đá. Cục thứ 5 đây. À mình có cái kính lặn là mình đi xuống nước được thời gian lâu hơn nè. Trời, nhặt được nguyên cái mỏ neo luôn. Nhặt được cái nồi nấu ăn luôn. Thanh niên này bết lụm mót luôn á. Kìa, nó hiện phích úp gà sao không phích được. Không phích được. À, đầy ba lô. Đô la cát. Thiếu 2 cục đá nữa.
Có chế được cái gương ở đây không ta? Để làm biến đem đồ qua lại quá. Cái nồi nấu ăn. Cái vòi nước, cái động cơ bình thường. Cái băng chuyền. Mấy này không biết chế ra làm cái gì nữa. Tìm cái máy phát điện đó ở dưới cái mà mực nước biển. Game chơi đau đầu quá, từ nãy giờ mà chưa làm được gì luôn. Ủa, ở đâu có một miếng vải lụa nào? Sắt này lấy ra để ngoài được nè. Nó không có sắp xếp cái ba lô nha, rất là khó chịu luôn á. Ủa gỗ của mình đâu ta? Không có miếng gỗ luôn. Đáng lẽ từ đầu á, trước khi bỏ đồ vô mấy cái thùng á, là phải đem một cái thùng ra để ở ngoài trước, mà ai mà biết được. Ủa, con tàu của mình đâu? À, cái bến bên kia. Từ đầu bị trộm chích gì trên cái đảo này nữa. Tao quên cái liệu cho anh này rồi. Thôi, anh ngủ ở ngoài vài bữa đi anh. Game này nãy giờ không thấy có đấm nhau gì cả. Bây giờ mình lặn dưới nước rất là lâu luôn. Ủa có gì đây đâu? À cái kính nó có thời gian sử dụng thôi nha, nó không có dùng vĩnh viễn được. Hết rồi. Một cái chum nè. Hai cái chum nè. Đây là cái chum thứ ba nè. Rồi. Cái này đó trên núi hay là dưới biển đâu? Hình như trên núi á.
Ủa? Mình còn thiếu hai cục đá nữa. Hình như méo phải trên núi thiệt anh em ơi. Mình tạo nhân vật là con cá thì mình có ở dưới nước luôn được không ta? Mình làm được cái trò đó thì sao ở trên cạn được? Đấy, bị gì? Rồi hết, sẽ tạm mina. Hay quá. Nguyễn Hoài Phương 2808. Chị là sắp tới sinh nhật. Ủa, qua sinh nhật của em nói. Còn gì như này nữa không? Ủa mà hình như không phải chỗ này. Ở dưới nước. Không phải rồi. Phá tới được nữa rồi. À, ông đẹp ông còn dễ cái mũi tên chỉ vô đây cho mình biết nữa. Bây giờ thử cái số 7 nè. Ăn cái mức này thì nó hồi được cái gì? Cũng được, hồi stamina khá nhiều á. Phải đặt cái gói thuốc nổ vào đây. Chỗ đó cái gì đó giống như cục vàng nhé. Mà giờ nó chưa cho mình vào. Làm như cái máy chém vậy trời. Rồi, học được cái công thức đây. Chừng nào có thuốc nổ vô bên kia. Giấu ở trên đó ai mà để ý được ông. Rồi tàu để đó luôn đi. Cái này chắc lấy dầu quá. Không, cái máng này cái máng để làm vườn à. Cái đèn đường của người ta mà nó lại nó bẻ cái một với thằng này. Nè, có bạn bẻ gì cho anh này nè.
gấp một cái máy phát điện. Mình thiếu một cái motor đơn giản. Motor đơn giản thì cái này. Chỗ này nãy giờ không thấy có hình tụ gì nha. Tôi không biết game nó ra mắt chưa nó, để coi thử coi. Một tiếng nữa, tầm tiếng nữa. Rồi, cái máy này rất là ngon nghẻ, không có bị gì hết. Kích hoạt chế độ giải thích đó chứ. Bây giờ muốn chế cái gương ở đây quá à. À, ghép cái đó ở đây, cái máy gia công. Cái gì? Thằng kia mò lên đây làm cái gì đó? Trong lúc ghép thì mình đi sửa nhà cho thanh niên này cái đó. Rồi chừng nào mới xong? Rồi, hỗ trợ giúp một số cái vấn đề này về cái thị trấn này, ban đêm thì trời rất là tối luôn. Ông là mèo mà, ông nhìn được trong tối thì liên quan gì? Rồi, sửa một số đèn đường đó. Tháo mấy cái đèn đường ra, sau này học được cách sử dụng đèn đường đó để đầu gáp lại. Đèn đường đây. Cái gì cũng phải để tôi làm. Đây đây nữa. Điên này sao đó. Rồi muốn sống đây luôn hả? Đừng có nói bắt mình sửa nhà nữa nha. Không tự làm đi. Này thì chậu cây. Nhiều cái đèn đường rồi đó. 6 rồi 7 nè. Mình thiếu ba cái nữa. Này bổ được bổ luôn. Hết điện đường anh ơi, là đây đây đây, 8 cái. Cái gì đó? Rồi, chế được cái gương nào. Thôi thôi khổ, đi ngủ đi ngủ. Bảy giờ tối hả? 7 giờ tối mình ngủ một giấc tới 11 giờ tối. Tới thôi luôn rồi. Gì nữa đây anh? Sao mà lắm dịp quá vậy? Rồi thanh niên này muốn ăn mừng tân gia cái nhà mới của ảnh. Cũng là tôi làm không à. Không còn sống trên bãi biển với mấy con cua đó nữa. Rồi tặng cho mình cái gì đây? Một cái ghế đệm ngồi rất là thoải mái. Tôi đã lắp ngay trước cửa luôn. Dẹp cái nồi nấu ăn của tôi luôn. Dạ thanh niên này nhìn cũng mà khang trang quá à. Quái, cúp đi yên lặng đi, tôi đang ngủ, nó không cho mình vô thăm nhà luôn, ăn mừng tân gia vậy đó. Cái ghế nó cho mình thôi, đây. Chưa không? Mình còn thiếu hai cái bóng đèn nữa.
Đây cây nữa nè. Rồi cái cuối cùng. Xong, học được cách chế đèn đường. Cái login này bấm vô không có biết là nó nằm ở đâu luôn. Đây cái cầu thang đã vậy. À, lên nữa hả? Cái cây mọc giữa đường giữa xá, giữa đường giữa xá. Cái này để đâu? Cái máy cắt. Máy xẻo à? Rồi cần một cái lò đá làm gạch nữa. Chế gọi anh ơi. Chế gọi nè, nói sao bắt em chế nữa. Chủ lò gạch. Làm việc như cu ly vậy đó, thiệt tình. Game ơi là game. Đây chế cái đèn đường, thiếu một cái miếng thép dập thành nữa. Ba cái luôn đi. Ba cái mà 1 phút 52 giây vậy? Vậy tính ra 112 giây một cái là một cái bao nhiêu là 38 là 114 giây thì mới chia hết cho ba. Thanh niên đứng chặn cửa mình đó nè. Rồi, đi giờ đi dẫn dụ người giàu về. Giờ làm việc mệt mỏi quá. Rồi bây giờ mình học được cách chế vải rồi nè. Làm cái khung vệt nữa. Đi qua đây mới lấy được nguyên liệu quá trời. Cái gì đấy? Game này ở Early Access thôi nha, nên chúng ta mới vô thì chắc tôi nghĩ là vòng vòng khu này là chính. Có cái đảo này nó to to nè. Đảo này nó to phết nè. Đảo này thì có người sinh sống luôn nè. Đảo này thì cái dạng này nghiên cứu trung tâm, nghiên cứu phát triển gì đó. Cái này bể bơi, giải trí, boomerang bay. Ủa? Mấy cái trên này là sao? Là mình lên mấy cái đảo này mình có thể kiếm được mấy cái đồ gì thế gì á. Nó ghi thế này nè. Là sau này mình ghé qua mình tìm nguyên liệu như cái đảo này nãy tôi ghé qua thì có thể tìm được những cái nguyên liệu như thế này. Nhưng mà không ghé chuột vô không biết nó hiển thị cái gì nha. Nhìn mấy cái hình thì khó đoán lắm. Tại vì mới chơi mà với hình nó nhỏ quá. Ủa nãy nó kêu mình làm cái gì ta? À chế cái đèn đường.
Samishi hả? Cái thằng này sao nó đòi hỏi gì mới cất nhà cho nó xong. Nè là thằng đây nè. Không không chưa đi. Hả? Cái méo gì thế này? Ừ. Không, của mình. Đẹp chưa? Thấy cái đèn chảy ra liền, khoái với gì? Mua không? Bán cho. Ừ. Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với bạn, thiệt tình cái con này mới có khoảng 5 phút trước thôi bạn ơi. Rồi bây giờ đặt thêm cái ghế dài nữa là thành cái công viên giải trí rồi. À nó cho mình ghế luôn. Bây giờ cái đèn này ra anh tính. Cái này lúc ngồi á, nên chuyển cái góc nhìn camera theo cái hướng này luôn, nó mới đẹp. Còn ngồi thôi ông thì đi nhìn thẳng vô cái mặt cái nhân vật như thế này phá cố định camera nữa thì không có nghĩa lý gì cả. Rồi thôi, vô này chắc tôi chơi đến đây được rồi. Nói chung cơ bản cũng khá là thú vị. Mới vô thì đi làm tứ chỉ lới chạy lui công việc vậy thôi, chưa được trồng cây hay là làm gì đó. Nhưng mà chủ đề con game nông dạy thì nó thường sẽ xoay quanh mấy yếu tố đó thôi, chứ không thể đòi hỏi thêm được đâu. Rồi, game hết gì để chơi rồi. Nói chung là vẫn phải đi làm việc là chính. Bên này nó có yêu cầu gì mới nữa nè. Thời gian 2 ngày phần thưởng là 15, cái này mình phải nướng được 2 con cá. Hai cái rau hả? Dưa lê với ghi. Game này nó vẫn đang trong giai đoạn early access thôi, nên tôi chơi chủ yếu là một thời gian coi game nó như thế nào cho biết. Khi nào game nó ra bản hoàn chỉnh thì chúng ta chơi tiếp. Chưa có học được công thức chế kia. Chúng ta chế được mấy cái nho với mấy cái chân bạch tuộc vậy nè. Xà lát xanh. Rồi game cũng đúng mà tương đối ổn thôi. Bây giờ về ngủ cái do trời nó sáng rồi đó. Thanh niên là tối ngày đi gìn mấy cái nhà người ta. Cái này cũng tạm 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 ổn, ngoại trừ cái phần tí nhân vật hơi khó chịu một tí. Nếu như anh em quen thì được. Mới có 5 giờ sáng à? 5 giờ là sáng chưa? Vẫn hơi tối, ngủ giấc nữa. Vẫn chưa kiếm tiền được nữa nha. Tiền đôi vẫn là chỉ có bao nhiêu đó, 100 đồng từ lúc đầu game tới giờ. Tấm hình đấy. Nhìn nó xấu xấu sao á. Đẹp chưa? Rồi, game này trên đây được rồi. Tôi vẫn chưa biết cái giá game bao nhiêu nữa. Ủa, cho nó báo game xếp không vậy? À ra nè. À, anh em thấy cái hình nền cũng có con Gobo giống giống gì không? Nhất cử lưỡng tiện phết đó nhé.
Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian tôi chơi tiếp con game này. Chắc là chờ đến khi nó phát hành những phiên bản chính thức luôn á. Hôm nay thì nó còn ra mắt con Satisfactory Factory nữa. Không biết chừng nào nó mới ra mắt. Theo cái lịch của dev ghi là chắc khoảng 22 giờ đó. Critter Cove Game này thì chắc một tiếng mấy nữa nó mới ra used mắt. Now, it's mostly known for its shuttered stores and... Satisfactory Factory, thời gian review là chắc tầm tí nữa. Chỉ còn 2 tuần cho đến khi ngày ra mắt. Đó là ngày 10 tháng 9. Hồi bữa dev gửi email cho tôi là bảo mấy giờ, hình như là 10 giờ AT thì phải. Không có ghi chính xác thời gian. Thôi nào game ra chơi. Game này tôi không dám đụng vô nó. Đụng vô nó tốn thời gian lắm. Phiên bản 1.0 khá nhiều thứ. Rồi ok bye bye anh em. Có thời gian tôi lại chơi game tiếp. Ngày rảnh được 1-2 tiếng, 2-3 ngày mới chơi được một lần 2 tiếng đó.